Vâng, xin chào quý anh chị khán giả kênh Cu Lên, góc nhìn đầu tư bất động sản. Và tôi là Học Vương, một thành viên của đội ngũ team Cu Lên. Rất vui khi được gặp lại quý anh chị trong video ngày hôm nay. Và đồng hành cùng Học Vương trong video ngày hôm nay đó chính là anh Tony Ngọc. Xin chào anh. Chào Học Vương, chào quý vị khán giả. Vâng, xin chào anh Tony Ngọc. Hiện tại thì anh em mình đang có mặt tại công viên 36 hectare của khu đô thị Vinhome Grand Park. Một trong những công viên rất là rộng lớn và bao gồm rất là nhiều những cái tiện ích vui chơi, giải trí phục vụ cho quý cư dân tại khu đô thị Vinhome Grand Park, thưa anh. Vậy thưa anh Tony Ngọc, thì đối với lại phân khu nhà phố thấp tầng tại khu đô thị Vinhome Grand Park thì có hai phân khu, đó là phân khu The Manhattan và phân khu The Manhattan Glory. Thì dưới góc nhìn của anh Tony Ngọc thì tại thời điểm bây giờ thì các nhà đầu tư nên lựa chọn đầu tư tại phân khu nhà phố thấp tầng Manhattan Glory hay là phân khu The Manhattan ạ? Ok Học Vương, để tóm tắt lại câu hỏi của Học Vương thì anh xin tóm tắt như sau. Với thời điểm hiện tại thì chúng ta nên đầu tư phân khu nhà phố thấp tầng nào trong hai phân khu, đó là The Manhattan và The Manhattan Glory. Yeah. Thì để cho anh diễn giải cho quý vị khán giả hình dung dễ hơn về dự án, thì nếu như phân khu nhà phố The Manhattan nó là trái tim của dự án. Yeah. Thì phân khu nhà phố The Manhattan Glory nó là lá phổi của dự án. Vâng. Và chúng ta sẽ hiểu rằng phân khu nhà phố The Manhattan nó rất là phù hợp với những cái tính thương mại, còn phân khu nhà phố The Manhattan Glory thì nó phù hợp với tính để ở, hoặc mình có thể vừa kết hợp mô hình vừa làm văn phòng và vừa ở. Yeah. Bởi vì phân khu nhà phố The Manhattan Glory nó được ví như lá phổi của dự án, bởi vì nó được bao bọc bởi những cái mặt nước và mặt đường. Trong tổng thể của phân khu nhà phố The Manhattan Glory thì được bao bọc bởi trục đường, đó là Nguyễn Văn Phước và trục đường V3 uốn lượn theo mặt tiền của sông Tắc. Và ngoài ra ở trong phân khu sẽ có những cái mặt hồ như mặt hồ của đường M2, yeah, mặt hồ của đường M4 với M6. Và ngoài ra đối với những cái căn biệt thự đơn lập cũng như biệt thự song lập, từ căn V3-219 đến V3-285 thì phía đằng sau nó có một cái kênh, và tại đây thì nó có một cái không gian rất là thoáng. Và trước khi đến cái vị trí cái kênh thì nó đã có những cái hàng dừa rất, yeah, là xanh, và vị trí này rất là thoáng. Yeah. Thì bây giờ cái câu chuyện chúng ta đặt lại cái bài toán đầu tư, đó là mình nên đầu tư tại phân khu nhà phố The Manhattan hay The Manhattan Glory. Yeah. Thì khi đầu tư chúng ta cần phải chú ý 4 yếu tố, nó là kim tứ đồ trong đầu tư bất động sản. Thứ nhất đó là vị trí. Vị trí thì anh chị em và các bạn cũng đã biết rồi. Vị trí thì nếu giả sử như cái mục tiêu đầu tư của mình, yeah, nó là kinh doanh, nó là vừa dòng tiền vừa có tính để ở, thì mình nên đầu tư ở phân khu The Manhattan. Đúng rồi. Còn nếu cái lựa chọn đầu tư của mình nó là để ở, thì Tôn Ngọc khuyên rằng mình hãy nên lựa chọn ở phân khu nhà phố The Manhattan Glory. Glory. Còn nếu cho anh lựa chọn theo quan điểm của cá nhân, yeah, thì anh vẫn thích những cái bất động sản nó là những căn biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, hoặc là những cái căn boutique villa, yeah, có tính để ở. Bởi vì cái đại đô thị Vinhome Grand Park nó là một đại đô thị đáng để sống, và sau này những cái người giàu người ta rất muốn sở hữu được những cái bất động sản như vậy để ở, để cho con đi học ở tại trường Vinschool, để mình sử dụng cái dịch vụ của y tế Vinmec, để mình hưởng tất cả những cái tiện ích như công viên 36 hecta. Rồi chúng nếu gia đình mình có điều kiện thì mình có thể đi lại bằng di chuyển bằng du thuyền. Thì mình sẽ có bến du thuyền. Yeah. Và đối với một cái đại đô thị Vinhome Grand Park thì anh tin rằng đại đô thị này sau này khi cái câu chuyện vành đai 3 đưa vào sử dụng thì họ sẽ hút được những người giàu ở những cái tỉnh thành như Đồng Nai, Long An, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta sẽ phân tích một chút nữa về cái xu hướng hiện tại thì liên quan đến kinh doanh online lên ngôi. Cái câu chuyện mà góc nhìn đầu tư của anh thì anh cũng khuyên những nhà đầu tư nên hướng tới những cái sản phẩm có tính để ở, vì những cái sản phẩm này nó là nhu cầu thiết thực, và theo chiều dài về thời gian thì cái nhu cầu này nó luôn luôn cao, và nó luôn luôn được những cái người giàu họ sẵn sàng họ trả tiền cho những cái tầm nhìn
đầu tư của mình từ bây giờ. Vâng, rất là tuyệt vời. Và nếu mà để cho Học Vương lựa chọn giữa phân khu nhà phố thấp tầng giữa Manhattan và Manhattan Glory thì cũng là một cái sự đắn đo suy nghĩ, và chắc là cũng sẽ phải cần đến một chuyên gia để tư vấn riêng cho bản thân mình trước khi mà đưa ra những cái lựa chọn tuyệt vời. Và để tiếp bày Học Vương thì chúng ta sẽ hiểu rằng để mà lựa chọn một bất động sản thì khi nãy Đinh Ngọc mới chia sẻ, thứ nhất là mới về cái vị trí thôi. Còn pháp lý thì đối với pháp lý của chủ đầu tư Vin, Đinh Ngọc tin rằng an toàn. Một cái từ mình có thể khẳng định như vậy, tại vì mình đã thấy những cái dự án như Vinhome Central Park, Vinhome Ba Son, và trước đến giờ đối với pháp lý của chủ đầu tư Vin là khá là an toàn, nên yếu tố này mình sẽ tạm thời để sang một bên. Và tiếp theo đó là yếu tố với thời điểm. Thời điểm này nó là thời điểm vàng để đầu tư. Anh chị em và bạn sẽ hình dung hiện tại trên dự án Vinhome của Điện Bắc, đối với những căn biệt thự song lập hoặc biệt thự đơn lập tại phân khu The Manhattan Glory đang có cái mức giá là từ 110 đến 130 triệu một mét vuông. Có nghĩa là gần như là nó bằng cái giá chủ đầu tư mở bán cách đây. Cách đây biết bao nhiêu năm không? Cách đây 3 năm. 3 năm. 2019. Thời điểm mở bán là rơi vào tháng 6 của 2020. 2020, 2019 là của căn hộ. Căn hộ, ừ. Đúng rồi. Thì mình sẽ hiểu rằng hiện tại cái thời điểm này nó là cái thời điểm để cho mình đầu tư vô cùng tuyệt vời. Là tuyệt vời. Và em sẽ hiểu một cái câu chuyện rằng hiện tại những cái bất động sản mà nó là những cái nền biệt thự đơn lập, biệt thự song lập tại trục đường V3 ấy, có một cái mức giá là hơn 100 triệu thì cái câu chuyện trong tầm nhìn từ 2023 đến 2026 khi mà cái đường Vành Đai 3 đưa vào sử dụng thì anh tin rằng những cái bất động sản trên nó sẽ rơi vào cái khoảng ít nhất từ 220 đến 250 triệu một mét vuông, có nghĩa là x2 ở thời điểm bây giờ. Vâng. Và cái câu chuyện này tôi đọc tin rằng nó hoàn toàn là chính xác và nó hoàn toàn nó chắc chắn. Và đấy cũng là một cái góc nhìn của Tôn Đình Ngọc, nó cũng không phải mà là một lời khuyên đầu tư, tại vì cái vấn đề phân tích giữa phân khu ở Manhattan và The Manhattan Glory thì Tôn Đình Ngọc muốn chia sẻ cho anh chị và các bạn những cái thông tin và cái lựa chọn quyết định, đó là lựa chọn quyết định của anh chị, bởi vì chỉ chính anh chị mới hiểu rằng mình cần cái gì và mình muốn cái gì để đúng nó sao? Phù hợp nhất với hoàn cảnh của chính bản thân mình. Đúng rồi, để mình cảm thấy thoải mái khi mà mình quyết định đầu tư vào cái bất động sản đó thưa anh. Đúng rồi em, còn nếu những anh chị đang còn những cái băn khoăn, những cái phân vân, cần Tôn Đình Ngọc cung cấp kỹ hơn về vị trí này, pháp lý này, thời điểm này và giá của từng bất động sản thì anh chị và các bạn hãy liên hệ cho Tôn Đình Ngọc hoặc liên hệ đội ngũ kênh Cú Lên thì các bạn sẽ hỗ trợ anh chị về thông tin. Còn nếu mà liên hệ cho Tôn Đình Ngọc thì tốt nhất là anh chị các bạn nên gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại của Tôn Đình Ngọc, bởi vì như vậy thì Tôn Đình Ngọc sẽ có thể có thời gian để trao đổi với anh chị và các bạn tiện hơn, tại vì Tôn Đình Ngọc cũng đi công tác khá là nhiều. Em biết là hiện tại thì anh em cũng đang phải làm việc ở khá nhiều thị trường như là Vinhome Grand Park này, Bình Phước này, Gia Lai này và một chút ở những cái thị trường khác nữa. Thì quay lại với chủ đề ngày hôm nay, đó chính là việc lựa chọn đầu tư giữa phân khu nhà phố thấp tầng The Manhattan và The Manhattan Glory. Thì dưới sự chia sẻ của anh Tôn Đình Ngọc và dưới góc nhìn của anh Tôn Đình Ngọc thì khi mà anh chị quyết định đầu tư thì chúng ta phải nghe theo trái tim của mình và lắng nghe túi tiền của mình để khi vào đó mình quyết định là mình sẽ lựa chọn được cái bất động sản nào đáng để đầu tư. Vì mỗi phân khu đều có những cái ưu điểm nổi bật của nó, nên khi mà quyết định đầu tư thì chúng ta còn những cái thắc mắc hay là những cái đắn đo nào thì có thể liên hệ trực tiếp tới đội ngũ team Quyền Lên chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn cho anh chị một cách cụ thể nhất để lựa chọn được cái bất động sản tốt nhất tại khu đô thị Vinhome Grand Park này trong cái thời điểm vàng như thế này, đúng không anh? Đúng rồi em. Dạ. Và video này cũng đã dài rồi thì nếu như quý anh chị trong quá trình xem video này cảm thấy video này hay, video này ý nghĩa thì hãy nhớ là chia sẻ đường link này tới những người bạn, những người thân của mình, những nhà đầu tư giống như quý anh chị để chúng ta có thêm nhiều kiến thức, thêm nhiều góc nhìn đối với những bất động sản tại khu đô thị Vinhome Grand Park. Và hãy nhớ là comment ý kiến của quý anh chị ở dưới video của chúng tôi, những thắc mắc, những khó khăn của quý anh chị. Và hãy nhớ là cho chúng tôi một nút like, một nút đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông để chúng tôi có thêm nhiều động lực làm được những video mới nhất gửi tới cho quý anh chị khán giả kênh Cú Lên. Và Học Vương cũng như là anh Tôn Đình Ngọc xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.